Xin chào cả nhà, bạn Meta đây. Hôm nay Meta quay trở lại với cả nhà trong cái series chăm sóc sức khỏe chủ động. Và cái video này Meta sẽ chia sẻ với cả nhà về lợi ích của cacao và tại sao các bạn nên có một hũ cacao nguyên chất ở nhà để có thể chế tạo nhiều cái món ăn yêu thích và cũng như là cung cấp cho cơ thể của bạn những cái điều đặc biệt dưỡng cho cơ thể của bạn để ngày một khỏe hơn. Đặc biệt ở cuối cái video này, Meta sẽ tiết lộ bí mật cho cả nhà một cái món kẹo tên là kẹo hạnh phúc. Và tất cả các bạn đang bị bệnh lâu nay là trốn tránh ăn kẹo, mặc dù thèm lắm nhưng không ăn được, thì sau khi cái video này các bạn sẽ ồ và các bạn sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi xem, chứ chưa nói gì là các bạn ăn các bạn sẽ thấy hạnh phúc vô tận lắm. Đầu tiên là mình sẽ tìm hiểu sơ cacao. Ở đây Meta dùng cacao có bột như thế này đây, nó khá là rẻ, một cái hũ như thế này chắc phải xài nhiều lâu lắm, mình không biết bao lâu, chắc nhiều tháng lắm. Bởi vì mỗi ngày chúng ta xài có một muỗng rất là nhỏ nhỏ mà. Đó. Những cái lợi ích đặc biệt quan trọng của cacao, đầu tiên Meta phải đề cập đó chính là cái chất chống oxy hóa trong cacao. Bạn biết không, cacao nó chứa chất chống oxy hóa gấp 40 lần so với blueberry. Blueberry là một cái quả tên là quả Việt Quất. Ở Việt Quất tại Việt Nam, bạn biết các ngành ở đây mình chia sẻ blueberry một chút xíu. Trong cái thống kê lâm sàng, trong nghiên cứu lâm sàng, blueberry nó có tác dụng trong cái việc mà điều trị ung thư. Đó. Với bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn, mỗi ngày dùng 1 kg blueberry ép uống nước và bệnh nhân sẽ vượt qua được căn bệnh đó. Đó là báo cáo khoa học đàng hoàng, theo thống kê lâm sàng đàng hoàng chứ không phải đùa đâu ha. Rồi mình quay lại thì lợi ích thứ hai của cacao là trong cacao nó chứa một lượng canxi. Canxi, các bạn suốt ngày cứ bảo không uống sữa thì thiếu canxi, trẻ con không lớn, thì đây, cacao là một lựa chọn cho trẻ đấy. Cacao chứa một lượng canxi còn cao hơn cả sữa bò nữa, cho nên các bạn yên tâm, sữa bò chỉ dành cho bò con thôi chứ không phải dành cho các bạn ha. Thứ ba là mình phải nói đến, đó là magie. Bạn biết không, magie là một cái thành phần không thể thiếu cho tế bào khi tái tạo ra một cái tế bào mới. Đó, mỗi ngày bạn có rất là nhiều tế bào cần phải chết đi và được thay thế là tế bào mới, người ta gọi là regenerations. Nếu như mà bạn không có cái magie hoặc là bạn thiếu cái magie thì cái khả năng tái tạo tế bào mới của bạn giảm đi, và càng ngày bạn sẽ thấy là bạn sẽ mất đi rất là nhiều tế bào và bạn sẽ già đi. Đối với những người bệnh thì mất đi khủng khiếp, và cái sự già của những người bệnh nó diễn ra vô tận đó. Và mình chưa kể nữa là magie đóng góp trong cái việc rất là nhiều việc bên trong cái cơ thể của bạn, tham gia vào những cái chu trình và những cái tín hiệu của tế bào khác nữa, chứ không kể chỉ dành riêng cho vấn đề tái tạo tế bào mới đâu ha. Rồi, và ngoài ra magie còn cực kỳ tốt cho tim, magie cực kỳ tốt cho não. Bạn thấy mỗi lần đau đầu nhức đầu, bác sĩ lúc nào cũng kê cho bạn magie B6 đó, đó là magie. Thực sự ra đơn giản quá, magie không những có trong cacao mà có trong bất kỳ các loại rau quả tươi màu xanh đều có hết. Là diệp lục tố đó có rất là nhiều magie, bạn yên tâm lên. Nếu mà nhức đầu quá còn gì, uống vài ly nước ép là hết rồi. Xong. Thứ canxi, magie, sắt. Tiếp theo là sắt. Sắt là một cái lượng nằm có trong cacao, là một cái lượng mà là được xếp vào cái vị trí cao nhất trong các loại thực vật. Trong cacao chứa tới 100g cacao chứa tới 7,3mg sắt lận, là tức là tuyệt vời đúng không? Là lượng sắt tự nhiên. Sắt tự nhiên thì rất tốt cho sức khỏe, nhưng sắt nhân tạo thì không. Bạn nhớ cái một cái video mình đề cập là nếu bạn không phải thiếu máu vì thiếu sắt thì bạn không bao giờ được tự tiện uống một viên sắt nào vào bên trong cơ thể. Bạn nhớ xem lại cái video đó để hiểu rõ hơn ha. Còn lại chỉ sử dụng sắt như là từ những cái nguyên liệu tự nhiên thôi, thì cơ thể của bạn nó biết cách tự điều chỉnh. Nếu thừa thì nó thải, và nếu thiếu thì bạn sẽ cần nạp vào bằng cách nạp vào tự nhiên. Còn nếu bạn nạp vào nhân tạo thì cơ thể bạn cực kỳ khó khăn để đào thải. Đó là cái sự khác biệt giữa tự nhiên và nhân tạo. Đó. Và một cái lý do cuối cùng mình đề cập đến đối với cacao đó chính là nó tăng cái tinh thần của bạn, làm cho bạn hạnh phúc hơn, nó làm cho bạn cảm thấy bớt đi buồn
chán, bớt đi mệt mỏi. Đó. À, hoặc là bạn những cái căn bệnh cầm trầm cảm hoặc là đau khổ gì đấy thì hãy sử dụng cacao, hãy sử dụng cacao hoặc hãy ăn sô cô la ha. Vì sao như vậy? Bởi vì trong cacao nó chứa những cái thành phần hóa học rất là đặc biệt và hóa học rất là đặc biệt. À, những cái thành phần phải được kể đến như là serotonin, như là tryptophan, như là tyrosine, như là phenin, ethylenine là những thành phần cực kỳ đặc biệt có ở trong cacao. Bạn chú ý là cần phải nạp vào khi bạn cảm thấy buồn chán. Đừng có đi uống rượu, uống bia, đừng có than thở, mà chỉ cần ăn cacao thôi là ok. Hay nói cách khác, chỉ cần ăn chocolate. Như vậy thì chocolate ở bên ngoài thị trường và chocolate người ta hướng dẫn làm khác nhau như thế nào? Ồ, khác nhau nhiều lắm. Chocolate ở bên ngoài thị trường mình phải nói một lượng đường vô cùng lớn, mà bạn biết rồi đó, là đường hoàn toàn không tốt cho sức khỏe của bạn, gây hại cho sức khỏe của bạn rất nhiều. Bạn ăn một cục chocolate rất là to nhưng mà có chút siêu cacao thôi. Tại sao phải như thế? Hãy ăn chocolate với lượng cacao cao nhất có thể, như 100% cacao hoặc 90% cacao hoặc 70% cacao, hơi đắng đắng một tí, nhưng đó là cái thành phần nó chứa nhiều cacao nhất, cái thành phần phần trăm đấy là nó chứa nhiều cacao nhất ở bên trong chocolate và nó mới giúp ích cho sức khỏe của bạn. Như vậy độ tuổi nào thì ăn được cacao? Ai cũng có thể ăn được cacao, ai cũng có thể ăn được chocolate, không có độ bất kỳ một độ tuổi nào hết. Bạn có thể dùng cacao trong cái việc pha sữa cacao uống mỗi sáng hoặc mỗi tối hoặc bất kỳ lúc nào bạn muốn uống. Cái thứ hai, bạn có thể dùng cacao để làm kem cacao. Cái thứ ba, bạn có thể dùng cacao để làm smoothie cacao. Thứ tư, bạn có thể dùng cacao để làm bánh. Và thứ năm, bạn có thể dùng cacao để làm chocolate. Thì trong chocolate nó cũng có nhiều loại, chocolate hay sô-cô-la. Trong sô-cô-la nó cũng có nhiều loại sô-cô-la. Sô-cô-la dễ dàng tan chảy là một loại sô-cô-la tốt cho sức khỏe của bạn. Số 1 là tốt nhất, tốt nhất. Nhưng nhược điểm của chúng dễ dàng tan chảy, nó dễ tan chảy ở nhiệt độ dưới 25 độ C. Đó là cái nhược điểm lớn của nó. Sô-cô-la khó tan chảy hơn một chút xíu, thì nó thêm những cái thành phần khác vào nữa, nó làm cho sô-cô-la của bạn đóng thành khung cứng chắc hơn. Mình sẽ chia sẻ ở những cái video khác. Ngoài ra bạn cũng có thể làm sô-cô-la từ những nguyên liệu khác như là matcha, trà xanh hoặc vân vân, mình sẽ hướng dẫn sau ha. Mita sẽ hướng dẫn cho cả nhà một cái loại kẹo hạnh phúc tốt nhất cho sức khỏe của bạn. Đó là sô-cô-la tốt nhất, sô-cô-la tan chảy. Sô-cô-la này bạn nên bảo quản ở tủ mát, chứ nếu không thì nó rất dễ tan chảy ha. Rồi chúng ta bắt đầu. Cái nguyên liệu chính đó chính là, nguyên liệu chính đó chính là dầu dừa. Đó. Đây là một loại dầu dừa nguyên chất được ép lạnh. Dầu dừa nguyên chất ép lạnh. Hôm nay nhiệt độ hơi lạnh cho nên là đông lại. Đây là dầu dừa. Thứ hai đó là cacao. Đó là cacao, bột cacao. Và thứ ba, Mita sẽ dùng một xíu muối để tăng vị. Và thứ tư, Mita sẽ dùng mật ong. Dùng mật ong. Bạn nếu không có mật ong thì bạn có thể dùng gọi một loại chất tạo ngọt nào đó bất kỳ, ví dụ như đường chẳng hạn. Thì đường các bạn phải là đường bột mịn. Đường bột mịn các bạn bỏ vào máy nghiền nát bột mịn rây đi rồi mới làm chocolate, nó mới làm sô-cô-la nhé. Hoặc mình dùng cái này, hoặc là bạn dùng cái loại mật rỉ. Mật rỉ đường tự nhiên đấy cũng được, tùy bạn, tùy lựa chọn của bạn. Trong này mình dùng mật ong ha. Rồi, đây là những bốn nguyên liệu chính. Nguyên liệu phụ Mita làm thêm cho cái món này nó trở nên thú vị hơn, đó chính là Mita thêm hạt bí. Bạn thấy không? Ui, đây là hạt bí. Hạt bí này là, nếu là hạt bí sống thì các bạn cần phải ngâm qua đêm. Ngâm qua đêm để cho nó để cho cái hạt bí nó thải ra những hợp chất ức chế dinh dưỡng ra ngoài. Sau đó các bạn sấy khô đi, hoặc không sấy khô cũng được hết. Đó. Mita còn dùng thêm một vài cái loại hạt khác nữa, như là hạt bổ ốc nè, hạt bổ ốc hay là hạt hạnh nhân này. Tất cả cái này đều là hạt sống các bạn, có thể ngâm qua đêm sau đó xài. Ngoài ra Mita, cậu bạn kia mới cho mấy cái quả nho đỏ khô, thì mình làm luôn, bỏ vô làm luôn cho nó thú vị. Bước đầu tiên thì mình sẽ cho cái này vào khuôn trước ha.
Về dụng cụ sẽ đơn giản như thế này, bạn có một cái khung, bất kỳ cái nào có thể làm khung, nhưng đối với cái khung mà bạn có thể co giãn như thế này được thì rất là dễ dàng cho các bạn làm. Bởi vì dễ dàng co giãn nên nó dễ đổ, nên bạn phải để vào một cái lớp đế ha. Đó. Bước đầu tiên thì cho các hạt nó vào khung trước. À. Đây. Mình cho các hạt này vào khung. Đó, khung đầu tiên là bỏ vào đây. Rồi mình nói với các bạn hả, mình vừa làm mình vừa kể chuyện nhảm thôi. Các bạn à, ôi mình nói là mình là một trong những fan nghiện cacao. Bởi vì mình làm việc hoàn toàn là bằng trí óc, cho nên mình cảm thấy mình ăn cacao, mình làm việc nó đỡ căng thẳng hơn và nó hiệu quả hơn. Do đó là mình các bạn bè hay mọi người hay đồng nghiệp bất kỳ đi đâu về là mua quà thì mình cũng là mua cacao. Nhưng từ khi mình làm món này rồi thì mà nói các bạn hả, không có một cái món cacao nào mà ở trên thế giới này mà ăn mà có thể ngon như là cacao Mita làm cả. Cho nên mình nói với mọi người là đừng bao giờ mua cacao cho Mita nữa, đừng mua giờ nữa, nếu như không người ta không có giới thiệu đây là một loại cacao vô cùng đặc biệt thì nhớ là đừng có bao giờ mua. Đó. Vì sao như vậy? Bởi vì không tìm thấy được một cái loại cacao nào ngon như cacao Mita làm đâu. Cho nên Mita ăn Mita sẽ chê. Đó. Đấy. Mà bạn không, khi mình làm mình ăn á, trời ơi, bạn bè của mình ấy nó bảo thiệt tình là nhìn cái mặt bà ăn á là biết là nó ngon đến cỡ nào rồi chứ chưa có nói gì mà được ăn thử. Nhưng mà thật sự nó ngon thiệt á. Mình cho hơi nhiều hạt một chút xíu bởi vì mình lỡ lấy ra nhiều quá. Nhưng mà mình có một cái khuôn à. Bạn có thể làm nhiều loại khác nhau nha. Đây là cái công thức cacao cơ bản nhất và là công thức cacao mà tốt cho sức khỏe của các bạn nhé. Còn dư để đó, vấn đề gì? Bạn nhìn thấy nè, mình đã cho hết, thấy không nhỉ? Mình đã cho hết những cái hạt vào trong cái khay. Bạn có thể cho ít hơn, mình cho hơi nhiều, mình cho hơi nhiều đấy. Mình cho hơi nhiều. Đó. Kệ nó. Giờ lỡ rồi. Rồi, đây là thành phần phụ. Nếu bạn không có cái này thì không sao, bạn vẫn thành sô cô la được hết. Nhưng có cái này vô thì nó sẽ béo ngon hơn rất nhiều. Rồi, nguyên liệu chính. Bạn sẽ chuẩn bị một cái chén và bạn chuẩn bị để mình cân, mình muốn cân thử là nó bao nhiêu gam. Đây là dầu dừa ha. Dầu dừa. Mình làm một cái cốc, đây là một cốc nhỏ của mình đi ha, một cốc dầu dừa như thế này là 70g dầu dừa. Mình cân để nơi bạn không có cái cốc thì bạn biết mà bạn lường đó. À, và mình cũng chính dùng cái cốc này mình dùng cho mật ong. Đây. Rồi. Liếm một tí. Mật ong này là một cốc mật ong luôn. Mật ong này 70g mật ong. Bạn nhớ ghi lại ha. 70g dầu dừa, 70g mật ong. Rồi. Mình sẽ dùng cái cốc này, hồi nãy mình đã dùng cái cốc này mình đong sô-cô-la rồi. Bởi vì mình sợ đong sô-cô-la vào bên này á, lát nữa nó bị dính nhiều quá nên mình không có đong vào đó. Đó.
Thì cái phần này bạn, việc đầu tiên bạn cho các dầu dừa và mật ong vào trong một cái chén, rồi xong bạn khuấy cho nó tan đều đi, nhớ là khuấy cho nó tan đều đi nhé. Nếu mà nơi bạn lạnh quá thì bạn sẽ cho cái này vào trong một cái bát nước ấm và bạn sẽ vừa cho vào và vừa khuấy nhớ ha. Bạn có cái đồ khuấy như là đại loại như là đánh trứng á thì bạn sẽ khuấy tuyệt hơn. Khuấy cho tan đều đi nhá, nó không tan đều là nó có món sô cô la của bạn nó không ngon đâu. Rồi bước cuối cùng. Bước cuối cùng bạn cho bột cacao. Bạn cho 30g bột cacao vào và đánh cho nó tan đều. 30g bột cacao bạn nhớ ghi lại ha. 70, 70, 30 đấy. Rồi, 30. Đây là 30g bột cacao. Này qua một bên. Rồi, nhiệm vụ bây giờ là các bạn trộn này đều lên. Các bạn biết không, làm mặc dù nó ngon đến cỡ nào đi chăng nữa nhưng bạn không được một ngày dung nạp quá 200g bột cacao nhé. Liều khuyến khích là từ 30 đến 60g là hợp lý, bởi vì nếu nhiều quá thì bạn sẽ bị mất ngủ như mình đề cập đấy. Do đó là nếu mình làm cả này 30g thì một ngày mình chỉ ăn hết chừng này là nhiều lắm rồi, không được ăn hơn nữa, không được ăn hơn nữa đâu. Nhớ là khuấy cho nó đều. Nếu nó không tan hết thì cái món chocolate của bạn rất là dở. Bạn là nếu bạn có cái máy đánh trứng hoặc là bạn có cái đồ đánh trứng thì bỏ vào đánh cho nó dễ nha. Với một điều quan trọng nữa là mình tiếc lắm, nếu mà bạn cho vào một cái dụng cụ nó lớn hơn thì nó sẽ bám dính rất là nhiều. Nó dính là nhiều, nó hoang phí. Cho nên là mình cho vào trong một cái nhỏ nhỏ như thế này đây. À, mình cho thêm một tẹo muối. Thêm một tẹo muối. Mình chuẩn bị nhiều hạt quá mà cái này còn đây mà. Hai các bạn, 20 phút đã trôi qua rồi. Bây giờ mình sẽ lấy kẹo ra ha. Đây. Ok. Các bạn biết không, sau khi 20 phút thì ra nó sẽ như thế này. Đó. Và các bạn sẽ lấy ra. Đây, các bạn lấy ra là như thế này đây. Wow. Và bạn sẽ cho vào trong một cái hũ thủy tinh. Các bạn để cái kẹo này bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh nhá. Ngăn đông cũng được, tùy bạn muốn để ngăn nào ngăn. Nhưng không được để bên ngoài. Đây là một cái loại kẹo dễ tan chảy. Bữa sau mình sẽ hướng dẫn với các bạn loại kẹo mà khó tan chảy hơn. Bữa sau ha. Nhưng mà nó sẽ không tốt cho sức khỏe bằng cái loại kẹo dễ tan chảy này đâu. Và một cục cuối cùng để chúng ta ăn thôi. Lại. Thương thương đây nè. Ngon quá.
nói với các bạn, mình chưa tìm thấy một cái loại kẹo nào mà nó ngon như vậy không. Ngon lắm 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 luôn. Các bạn nhớ làm nha, nó chia sẻ với mình cảm xúc của bạn nha. Chứ mình nói hả, chưa có một loại mà sô-cô-la nào trên thế giới này mình ăn mà nó ngon như sô-cô-la Mita làm hết đó. Đó, mình nói thế là các bạn biết hả. Ừ, còn dính một xíu ở đây, nãy nó học đó, làm sô-cô-la chip thì bạn làm vậy đó. Ngon quá. Được, mình ăn hết. Vậy ha, mình còn một miếng ở đây là mình còn một miếng ở đây là mình đổ vô làm tiếp. Thôi, cái video sẽ kết thúc ở đây là được rồi. Nó ngon lắm, ngon lắm. Vậy nha, bye bye.